Xin chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Xin. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Xin sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần short chất liệu kaki, đồng giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý mỗi anh chị mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Xin tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Đồ Xin sẽ được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short túi hộp, thiết kế form suông ống rộng và chất liệu của em này sẽ là chất vải mềm này, cũng rất là dày dặn để các bác mặc lên nó được chuẩn chỉnh form dáng. Em này thì sẽ có mã là B472, chiều dài là 53, bụng là 72 đến 88 và ống thì sẽ là 31 cm. Size của sản phẩm này là từ 26 đến 34 là các bác có thể mặc vừa. Em này là thiết kế cạp chun co giãn tốt này và bên trong thì sẽ là thiết kế có dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp, độ mới rất là cao. Quý chị nào chúng ta yêu thích những sản phẩm thiết kế form dáng trẻ trung năng động thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một sản phẩm quần short với tông màu ghi. Em này cũng là một con quần short túi hộp, mã sản phẩm là B473, chiều dài là 53, bụng là 78 và ống thì sẽ là 25 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 29 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Sản phẩm của mình thiết kế form dáng rất là chuẩn chỉnh, với tông màu này các bác yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ luôn. Cạp của mình thì nó sẽ là thiết kế cúc và khóa đây cho các bác chúng ta coi này, toàn bộ cúc khóa làm rất là cẩn thận tỉ mỉ và hai bên sẽ là thiết kế túi chéo, đằng sau có túi vuông, có cúc, có nắp cẩn thận, các bác đựng đồ cũng không lo là bị rơi bị mất. Mã B473. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần form dáng cũng là một con quần túi hộp luôn. Em này thì cũng rất là trẻ trung năng động, mã sản phẩm là B474, chiều dài là 57, bụng là 74 và ống thì sẽ là 29,5 cm. Quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 27 là có thể lựa cho em này. Chất vải của mình sẽ là chất kaki dày dặn này. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần không co giãn, các bác mặc đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm luôn. Riêng về những cái dòng quần short túi hộp thì nó sẽ là những cái sản phẩm quần mặc rất là trẻ trung, rất là khỏe khoắn năng động cho quý chị. Nên là bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Xin, mã B474. Và mọi thông số thì nhà sành Đồ Xin sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi và các bác có thể lựa ra được những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự là vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Và tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm quần form quần ngố. Em này cũng là một thiết kế quần túi hộp với tông màu nâu đậm, mã sản phẩm của mình là B475, chiều dài là 77, bụng là 88, ống là 23 và size của sản phẩm này sẽ là size 34. Và bác nào mà yêu thích tông màu nâu, yêu thích các sản phẩm quần tông tối màu có thể là lựa ngay cho mình sản phẩm này. Form suông này, ống tương đối rộng rãi thoải mái và cái phần gấu của mình này thiết kế có một cái phần khóa kéo ở đây, các bác có thể điều chỉnh, các bác muốn mặc rộng hơn mình hoàn toàn có thể là kéo cao cái phần khóa này lên cũng được luôn. Mã sản phẩm của mình là B475, quý chị có thể là coi qua một lần nữa toàn bộ form giá của sản phẩm này. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần form quần ngố. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần thiết kế tông màu đen, cũng có túi hộp vuông ở hai bên và đặc biệt là còn có thêm một cái ngăn xếp có khóa này, các bác có thể là đựng đồ, quan trọng ở đây mình không lo là bị rơi bị mất. Mã sản phẩm là B476, chiều dài là 71, bụng là 76 đến 86 và ống thì sẽ là 24 cm. Size của sản phẩm này sẽ là từ 28 đến 33 là các bác có thể mặc vừa. Phần cạp là thiết kế cạp chun co giãn, ngoài ra còn có thêm một cái phần dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp. Mặt đằng sau này nó cũng là thiết kế túi vuông có nắp, cái phần nắp này có cái cúc, nó sẽ là cúc bấm này, cũng rất là thuận tiện để cho các bác chúng ta sử dụng. Bác nào mà chúng ta yêu thích những cái sản phẩm tối ra thì có thể là lựa một con quần tông màu đen sẽ rất là dễ để cho các bác dùng. Và mình hoàn toàn có thể là sử dụng em này mặc hàng ngày ở nhà hoặc là các bác mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi đều rất là ok luôn, thiết kế rất là lịch sự. Mã sản phẩm sẽ là B476. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần thể thao. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần với tông màu ghi. Nó mặt đằng sau thì nó sẽ là phối màu này. Đấy, các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát được cái form dáng cũng như là màu sắc của sản phẩm. Mã sản phẩm của em này sẽ là B477, chiều dài là 52, bụng là 80 và ống thì sẽ là 28 cm. Size của sản phẩm này là size 30, form suông rộng rãi thoải mái. Bác nào mà chúng ta thích những cái dòng quần mà mặc lên nó phải thật thoải mái dễ chịu thì có thể là lựa ngay em này. Chất vải mềm mịn thoáng mát, không sợ bay, không nhăn không xù luôn. Mã sản phẩm của mình là B477. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con quần thể thao với tông màu trắng này. Mã sản phẩm của mình là B478, chiều dài là 48, bụng là 64 đến 84 và ống thì sẽ là 29 cm.
size của sản phẩm sẽ là từ 23 đến 32 là các bác có thể mặc vừa. Em này rất là chất lượng luôn. Nó sẽ là một cái sản phẩm với chất thể thao có lỗ này. Các bác mặc những cái dòng sản phẩm như này chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao hoặc là đi đạp xe, đi chạy bộ thì cực kỳ là thoáng mát, cực kỳ thông thoáng cho mình. Hai bên thì sẽ có hai cái đường kẻ viền. Mã sản phẩm là B478, độ mới rất là cao. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần thể thao tông màu trắng này. Em này thì sẽ có mã là B479, chiều dài là 45, bụng là 60-88 và ống thì sẽ là 24cm. Size của sản phẩm sẽ là từ 21-34, các bác có thể mặc vừa. Quý chị nào yêu thích cái tông màu trắng, yêu thích những sản phẩm quần tông sáng mỏng một chút thì hoàn toàn có thể lựa chọn em này. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Yonex, chúng ta có cái logo của thương hiệu được thêu luôn ở bên trên ống quần. Chất vải thì dày dặn lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Mã sản phẩm là B479 và em này cũng đầy đủ túi chéo để cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một thiết kế quần tương tự như sản phẩm vừa rồi, cũng là một sản phẩm của nhà Yonex luôn. Em này thì sẽ có mã là B480, chiều dài là 45, bụng là 64-92 và ống thì sẽ là 28cm. Size của sản phẩm này là từ 23-36 là các bác có thể mặc vừa. Một sản phẩm quần y hệt như cái sản phẩm vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con quần thể thao. Cái sản phẩm của mình thì sẽ là thiết kế tông màu đen, có thêm một cái đường, một vài các cái đường viền tông màu đỏ này. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Nike. Đây là một thương hiệu thời trang thể thao lớn nhất trên thế giới. Mã sản phẩm là B481, chiều dài là 43, bụng là 64-84, ống sẽ là 28cm. Size của sản phẩm này thì quý chị thường mặc quần size từ 23-32 là có thể vừa vặn với em này. Cáp chun co giãn tốt, bên trong vẫn có dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cao. Và đặc biệt là với những cái sản phẩm quần tông tối màu sẽ rất là dễ để cho các bác chúng ta có thể là phối đồ với các trang phục khác nhau. Em này thì độ mới rất là cao. Còn riêng về chất liệu thì các bác cứ yên tâm, những cái dòng sản phẩm của Nike bao giờ chất cũng rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Một thiết kế quần với tông màu hồng nhạt. Em này là một con quần thiết kế form suông, rộng rãi, thoải mái. Mã sản phẩm là B482, chiều dài là 44, bụng là 78-86 và ống thì sẽ là 29cm. Size của sản phẩm sẽ là từ 29-33, các bác có thể mặc vừa. Em này chất rất là mát luôn và cái sản phẩm này của mình mặc cũng rất là... Dạ vâng, sản phẩm tiếp theo mà nhà Sanusi giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short với tông màu đỏ. Em này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Reebok. Mã sản phẩm là B483, chiều dài là 52, bụng là 68-92, ống sẽ là 25cm. Quý chị chúng ta thường mặc quần size L hoặc là mình mặc quần size từ 24-36 thì các bác có thể lựa chọn em này. Một con quần chất thể thao rất là chất lượng của thương hiệu Reebok và cái dòng chất liệu của nó sẽ là cái chất thể thao dày dặn này. Các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh phong dáng của sản phẩm. Và cái chất liệu này nó sẽ là cái chất vải rất là bền, mình có thể là sử dụng giặt máy giặt thoải mái cũng không lo chất liệu bị bài bị nhão này. Form suông ống rộng rất là dễ mặc dễ dùng, đặc biệt là các bác nào yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Mã sản phẩm của mình sẽ là B483. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần short thể thao tông màu đỏ. Em này thì sẽ có mã là B484, chiều dài là 45, bụng là 56-76 và ống sẽ là 24cm. Size của sản phẩm này là từ 19-28, các bác có thể mặc vừa. Hai bên sẽ là có hai cái đường kẻ sọc và cái phần và cái sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Champion. Chúng ta có cái logo có cái tên thương hiệu được thêu luôn bên trên ống quần này. Độ mới thì cũng rất là cao. Mã B484. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một em quần của nhà Nike. Em này thì sẽ là một sản phẩm suông trơn đơn giản với thiết kế là tông màu đen, form suông ống rộng, chất rất là mềm mịn thoáng mát này. Mã sản phẩm là B485, chiều dài là 44, bụng là 86-114 và ống thì sẽ là 36cm. Size của sản phẩm này sẽ là từ 33-47 là các bác có thể mặc vừa. Đặc biệt cái tông màu đen nó là cái tông màu truyền thống rồi, ai cũng có thể sử dụng được và cái tông màu đen này rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ và độ mới quần này thì cũng rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần tông màu xanh than. Em này là một sản phẩm quần là form quần gỗ và đây là một con quần tú hộp cũng rất là trẻ trung năng động. Mã sản phẩm của mình sẽ là B486, chiều dài là 74, bụng là 72-80, đùi là 28 và ống thì sẽ là 22cm. Size của sản phẩm sẽ là từ 26-30, các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo, để cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu để quý chị chúng ta yên tâm rằng là tất cả các sản phẩm của mình đều là hàng chính hãng hết này.
Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần short thể thao tông màu xanh than. Em này thì là một con quần của thương hiệu Adidas, mã sản phẩm là B487, chiều dài là 45, bụng là 64-72 và ống thì sẽ là 30cm. Size của sản phẩm là từ 23-26 là các bác có thể mặc vừa. Thiết kế túi có khóa cực kỳ cẩn thận luôn. Mình đi ra ngoài mình mang theo ví tiền điện thoại cũng không bao giờ lo là cái đồ dùng của mình nó bị rơi bị mất này. Chất liệu thể thao của nhà Adidas thì rất là đảm bảo rồi, nên là các bác cứ yên tâm về cái mặt chất lượng cũng như là chất liệu sản phẩm. Mã sản phẩm của em này là B487, độ mới rất là cao. Quý chị yêu thích sản phẩm này của nhà Adidas thì nhanh tay là chốt đơn với Sành Hữu Duy. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Một con quần tông màu trắng này cũng là một thiết kế quần rất là đẹp, rất là xịn. Một sản phẩm chính hãng của nhà Nautica. Em này thì sẽ có mã là B488, chiều dài sản phẩm là 60, bụng là 84 và ống thì sẽ là 31cm. Size của sản phẩm này là size 32, cũng là một con quần túi hộp thiết kế form suông ống rộng. Cho bác nào yêu thích những sản phẩm có cái tông sáng màu một chút thì có thể là lựa ngay em này, mã B488, độ mới rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần kaki rất là xịn sò trong buổi live ngày hôm nay luôn. Em này thì cũng là một sản phẩm quần túi hộp này, đặc biệt là bác nào yêu thích cái họa tiết dằn di nữa thì lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Mã sản phẩm là B489, chiều dài là 61, bụng là 86 và ống thì sẽ là 31cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 33 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Thiết kế form suông ống rộng, chất liệu của em này sẽ là chất kaki cực kỳ dày dặn luôn, nó sẽ là chất vải không có giãn, các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm. Mã sản phẩm của mình sẽ là B489. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một thiết kế quần short có họa tiết, lại gần một chút để các bác có thể là coi kỹ hơn màu sắc, chất liệu cũng như là các cái họa tiết ở bên trên sản phẩm. Toàn bộ các cái hình ở đây nó sẽ là thiết kế hình in này, và cái chất lượng in rất là tốt, nên là các bác cứ yên tâm là không lo cái phần hình in này nó bị bong bị chóc. Đó, mã sản phẩm của mình là B490, chiều dài là 61, bụng là 60-80 và ống thì sẽ là 26cm. Em này thì sẽ có size là từ 20-30 là các bác đều có thể mặc vừa. Thiết kế quần túi hộp rất là trẻ trung năng động, với tông màu xanh than cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ chung với cả các trang phục với các cái tông màu khác nhau. Mã B490. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần tông màu đen. Em này cũng là một con quần túi hộp rất là chất lượng này. Cái sản phẩm này của mình là đến từ nhà Kepa USA. Chúng ta có cái tem mác nó gắn luôn ở bên trên quần như thế này, và cái phần các cái phần chỉ ở đây nó sẽ là thiết kế chỉ nổi. Mã sản phẩm của mình là B491, chiều dài là 63, bụng là 74 và ống thì sẽ là 21cm. Em này có size là size 27, bác nào thường mặc size 27 và mình yêu thích những cái sản phẩm quần short túi hộp thì có thể là lựa ngay em này. Các bác có thể sử dụng mình mặc hàng ngày ở nhà, hoặc là mặc đi ra ngoài, đi chơi, đi tập luyện thể dục thể thao, đi đạp xe, chạy bộ buổi sáng. Nhìn chung thì những cái dòng quần short như này cái tính năng ứng dụng cũng rất là cao. Mã sản phẩm của mình sẽ là B491 này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là cái form quần bố với tông màu đen, cũng là một con quần rất là dễ mặc, dễ dùng. Mã sản phẩm sẽ là B492, chiều dài là 76, bụng là 98 và ống thì sẽ là 24cm. Size của sản phẩm này là size 39. Em này cũng là một con quần túi hộp rất là đẹp luôn, lại gần một chút để quý chị có thể là coi cận chất cận màu. Phần cạp thì sẽ là cạp chun co giãn, ở đây vẫn có thiết kế cúc khóa cẩn thận đầy đủ cho quý chị. Hai bên là thiết kế túi chéo và mặt đằng sau sẽ vẫn có túi vuông để mình có thể là đựng ví tiền điện thoại này. Mã sản phẩm của mình sẽ là B492. Bác nào yêu thích cái form quần ngố thì có thể lựa ngay hôm nay. Đây là một cái sản phẩm rất là dễ mặc, dễ dùng. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần với tông màu xanh. Em này cũng là một con quần short kaki túi hộp, một thiết kế đến từ thương hiệu JAP. Đây là một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng cũng như là lâu đời của Mỹ. Mã sản phẩm sẽ là B493, chiều dài là 60, bụng là 96 và ống thì sẽ là 28cm. Size của sản phẩm này thì sẽ là size 38 này. Bác nào mặc vừa size 38 lựa ngay em này của nhà JAP, rất là chất lượng luôn. Chất liệu của mình thì sẽ là chất kaki vải dày dặn này, hai bên có thiết kế túi hộp rộng rãi. Mình đi ra ngoài có thể là mang theo một ít đồ đạc hoặc là đựng ví tiền điện thoại. Mã sản phẩm là B493, em này còn rất là mới luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần là form quần gỗ và thiết kế nó sẽ là tông màu đen. Mã sản phẩm là B494, chiều dài là 75, bụng là 76-82 và ống thì sẽ là 22cm.
size của sản phẩm là từ 28 đến 31, các bác có thể mặc vừa. Một thiết kế quần cũng rất là nhã nhặn, lịch sự và không kém phần là năng động trẻ trung, để các bác có thể sử dụng em này mình mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi. Mã sản phẩm là B494 và độ mới thì rất là cao rồi, nên là quý chị cứ yên tâm. Toàn bộ các sản phẩm ngày hôm nay đều đã được tuyển chọn rất là kỹ để giới thiệu đến quý chị với mức giá đồng giá sẽ là 150k trên một sản phẩm bất kỳ, và các bác mua từ 2 sản phẩm trở lên còn được free ship trên toàn quốc. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này thì sẽ là một con quần tông màu cam, nó sẽ là cái tông màu cam pha với nâu. Để các bác coi ở trên like như nào thì bên ngoài màu sắc nó cũng tương tự như vậy luôn. Em này thì sẽ có mã là B495, chiều dài là 48, bụng là 60-70 và ống thì sẽ là 28cm. Với sản phẩm này các bác mặc quần size khoảng là từ 20-25 là có thể là vừa vừa vặn với em này. Thiết kế túi ở đằng trước này cũng rất là rộng rãi luôn. Em này thì cực kỳ mới này, phần cạp đáp chun ở hai bên là khi mà mình mặc lên nó cũng có cái độ co giãn rất là tốt. Mã B495. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần với tông màu đen. Em này là một con quần túi hộp rất là xịn sò của thương hiệu Adidas này. Để cho các bác chúng ta coi logo cũng như là tên thương hiệu được thêu ở bên trên túi quần. Mã sản phẩm là B496, chiều dài là 52, bụng là 60-82 và ống thì sẽ là 28cm. Size của sản phẩm này sẽ là từ 20-31 là các bác có thể vừa vặn với em này. Độ mới rất là cao, phần cạp thì sẽ là cạp chun co giãn này. Để các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm. Em này là một sản phẩm quần phải nói là nằm trong top những cái sản phẩm quần đẹp nhất trong phiên live ngày hôm nay. Bác nào mà vừa vặn với em này của nhà Adidas thì nhanh tay là chốt đơn với sành đồ gì, mã B496 này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần tông màu kem, một thiết kế đến từ thương hiệu Cosby. Mã sản phẩm là B497, chiều dài là 50, bụng là 67-82 và ống thì sẽ là 27cm. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta thường mặc quần size khoảng là từ 24-31 là các bác có thể vừa vặn với em này. Với cái chất liệu của sản phẩm nó sẽ là chất vải mềm, thấm hút mồ hôi rất là tốt, nên là lựa em này mặc trong cái thời điểm hiện tại là rất là ok rồi. Với sản phẩm này các bác mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ổn luôn. Phần cạp thì sẽ là cạp chun co giãn, ngoài ra còn có thêm dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh phần cạp. Và em này cũng là một sản phẩm rất là mới, mã B497. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này thì sẽ là một con quần với thiết kế tông màu đen, lại gần một chút để các bác có thể là thấy rõ hơn các cái chi tiết họa tiết của sản phẩm. Mã sản phẩm là B498, chiều dài là 67, bụng là 74 và ống thì sẽ là 23cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 27. Đây là một thiết kế quần túi gộp, cũng là một con quần rất là trẻ trung năng động để cho các bác chúng ta lựa chọn. Và em này thì sẽ là một sản phẩm quần rất là lịch sự nhã nhặn luôn, mình có thể là mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi. Form dáng của mình thì sẽ là thiết kế form suông khá là rộng rãi thoải mái. Chất liệu của quần này thì sẽ là chất vải không co giãn này, chất vải cực kỳ bền, các bác giặt rung mày giặt thoải mái luôn. Mã sản phẩm của mình là B498, độ mới rất là cao. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì form dáng khá là rộng này, mã sản phẩm là B499, chiều dài là 55, bụng là 104-110 và ống thì sẽ là 29cm. Quý chị mặc quần size từ 42-45 là có thể vừa vặn với em này. Nếu bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm quần size lớn một chút thì có thể cân nhắc cho mình cái sản phẩm này của nhà Polo Club, để cho các bác chúng ta coi logo cũng như là tên thương hiệu thêu luôn ở bên trên ống quần này. Tiện thể thì các bác coi luôn cận chất cận màu. Em này chất rất là đẹp luôn, chất kaki mềm mại, độ bền rất là cao. Mã sản phẩm là B499. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế quần mà các bác có thể mặc được hai kiểu luôn. Quý chị có thể là mặc suông như cái phần ống bên này nhà sạch đồ xi đang để này, hoặc là các bác có thể là gập một vài phân cái gấu nó lên thì cái form quần nó sẽ ngắn hơn và mình mặc nó cũng thoải mái thoáng mát hơn rất là nhiều. Nó sẽ có thêm một cái phần dây đai có cúc ở đây để cho các bác cố định phần gấu. Mã sản phẩm là B500, chiều dài là 80, bụng là 78 và ống là 21cm. Size của em này thì sẽ là size 29. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con quần cũng là form quần ngố luôn, và tông màu của mình sẽ là tông màu xanh rêu, mã B501, chiều dài là 71, bụng là 80 và ống là 20cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 30, cũng là một sản phẩm quần rất là trẻ trung năng động để quý chị chúng ta lựa chọn sử dụng trong mùa hè năm nay. Và em này độ mới thì cũng rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là tông màu xanh thang luôn. Đây lại gần một chút để các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm. Mã sản phẩm là B502, chiều dài là 59, bụng là 72 và ống thì sẽ là 26cm. Size của em này thì sẽ là size 26 này. Một con quần rất là trẻ trung năng động, với cái thiết kế
túi hộp vuông ở hai bên. Bên trên này cũng là có túi chéo này và đằng sau là túi vuông để các bác đi ra ngoài. Nếu có cần mang theo ví tiền điện thoại thì chúng ta vẫn có thể là mang theo được. Độ mới thì cao và mã của sản phẩm là B502. Đây là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ý. Nhân danh Doji xin được kính chúc quý chị chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như là luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ Nhân danh Doji bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhân danh Doji ra kết clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.